Hoàng Anh Gia Lai đã có một chiến thắng đáng nhớ trước Hà Nội FC. Không hề thắng vì may mắn. Đội bóng phố núi đã khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải rời Pleiku trong thế tâm phục khẩu phục. Hãy cùng Nextport lý giải chiến thắng đáng nhớ của Hoàng Gia Lai nha. Dù chiến thắng cách biệt tối thiểu, đội chủ nhà đã chơi trên cơ so với Hà Nội FC. Những đường lên bóng của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đều khiến cho khung thành của Tấn Trường chao đảo. Trong khi đó, mỗi lần các cầu thủ Hà Nội FC cầm bóng sẽ phải đối mặt với hàng thủ dày đặc của Hoàng Gia Lai. Các cầu thủ chủ nhà khi mất bóng lùi nhanh về 1/3 sân nhà để tổ chức phòng ngự số đồng, khiến những Văn Quyết, Quang Hải gặp khó khăn rất nhiều. Sự trên cơ trong chiến thuật của huấn luyện viên Kỳ Tỷ Sắc còn thể hiện ở chi tiết Văn Xuân phải ra ngoài sớm do quá mệt mỏi khi phải ngăn chặn Văn Thành. Bằng tốc độ, sự tinh quái và vượt trội của thể hình thể lực, Văn Thành biến cánh phải của Hoàng Gia Lai trở nên đặc biệt nguy hiểm. Bên cánh còn lại, dù Nguyễn Phong Hồng Duy không có nhiều tình huống xuất thần, nhưng những tiền vệ của đội chủ nhà vẫn bọc lót tốt, khiến cho mọi đường lên bóng ở cánh này bị chặn đứng. Việc sử dụng Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị cũng là nước đi chiến thuật đáng ghi nhận của huấn luyện viên người Thái. Anh vào sân thu hút hàng thủ của Hà Nội FC, giúp cho các đồng đội có nhiều không gian để chơi bóng. Và Xuân Trường đã tận dụng thời cơ này để tạo ra siêu phẩm ở phút 33. Điều thứ hai có thể dùng để giải thích cho chiến thắng của Hoàng Gia Lai chính là lực lượng. Dù chơi trên cơ đối thủ, nhưng cũng không thể không nhắc tới khó khăn của Hà Nội khi họ đang không có lực lượng tốt nhất. Sự vắng mặt của Hùng Dũng khiến tuyến giữa của đội bóng thủ đô chơi rời rạc, thiếu đi độ gắn kết. Ở lần gặp nhau của hai đội mùa trước tại Pleiku, Hùng Dũng đã góp dấu giày vào một bàn thắng của đội khách. Bruno là trung phong thực thụ nhất trong màu áo của Hà Nội FC. Tuy nhiên, phải đến cuối trận, khi không còn gì để mất, thì huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc mới quyết định tung anh vào sân để tránh làm nghiêm trọng thêm chấn thương anh đang mắc phải. Sự khó khăn trên hàng công của Hà Nội FC không phải đến trận đấu này mới được bộc lộ ra, mà người hâm mộ có thể thấy từ những vòng đấu trước, khi các chân sút thủ đô liên tục bỏ lỡ những cơ hội một cách khó hiểu. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang có lực lượng mạnh nhất và thi đấu với thể trạng tốt nhất. Sự điều chỉnh thông minh của huấn luyện viên Kỳ Tỷ Sắc cũng khiến cho các cầu thủ bộc lộ được hết tiềm năng của mình. Nguyên nhân thứ ba đem lại chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai là hàng phòng ngự đã được xây chắc. Với những cái tên mới xuất hiện ở mùa giải năm nay, hàng thủ của đội bóng phố núi không còn mỏng manh như ở các mùa giải trước. Chính điều đó đã giúp cho các cầu thủ ở tuyến trên tự tin chơi bóng, bởi họ hiểu rằng nếu có vô tình mất bóng thì các cầu thủ phòng ngự như Kim Đông Su, Damir Memovic và Hữu Tuấn cũng biết cách để giải nguy cho khung thành. Đó là chưa kể đến sự xuất sắc của Huỳnh Tuấn Linh trong khung gỗ. Thực ra trận đấu với Hoàng Nhân Lai này là như bạn đã xem trên sân ấy. Thế trận rằng có một cuộc chiến chủ yếu là khu trung tuyến. Hôm nay thì bên phía Hoàng Nhân Lai thì huấn luyện viên Kỳ Tỷ Sắc thì cũng lúc đầu đội hình xuất phát có thay đổi một chút, nhất là xếp Suleiman, Nguyễn Trung Đại Dương đá trước, đã cặp với bàn đao và cho Công Phượng đá sau. Những cái này thì theo dữ liệu thì là ban huyện chúng tôi cũng đã tính đến. Đấy, như các bạn đã biết thế trận là cuộc chiến ở khu giữa sân thôi, thì nhìn chung thế trận thì cũng giằng co, nhưng mà cái trận đấu nó nằm về tính kỹ thuật, thì chủ yếu là có cơ hội đội nào tận dụng được thì đội đó giải quyết được trận đấu. Ở đây thế trận chúng tôi đang tốt, nhưng mà cũng không may ở cái phút thứ 33-34 đấy, khi tiền vệ mất bóng ở khu vực giữa sân thì là Xuân Trường thì quả thật là có một tình huống sút xa rất là tốt, Hoàng Anh Gia Lai thì chiếm lợi thế. Thì cũng nói lại một chút, và trước đó thì chúng tôi có phối hợp thay chơi chặt chẽ khu vực giữa sân. Các bạn nhớ lại tình huống của Hải chuyền cho Văn Quyết rất là đẹp, thoát xuống. Thì trong một trận đấu mà thế trận phòng ngự rất là chặt như vậy, nhưng mà rất là tiếc chúng tôi không tận dụng cơ hội. Nếu mà tận dụng được thì có thể diễn biến khác. Ở đây thì cái tinh thần cầu thủ rất là tuyệt vời, như các bạn biết. Một số cầu thủ đang rất là chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn vẫn phải thi đấu. Chẳng hạn như là Văn Xuân, một phần nào đó Quang Hải rất là nỗ lực, toàn đội là các em nỗ lực rất là tốt. Nhưng cái vấn đề là một cái may mắn thì chiến thuật thì hợp lý, nhưng cái may mắn thì cũng chưa thuộc về phía Hà Nội. Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Theo các bạn, đội bóng nào có thể cản bước thầy trò huấn luyện viên Kỳ Tỷ Sắc ở mùa giải năm nay? Và cá nhân Công Phượng giành chiến thắng trước Tô Bà Lê Bình Định trên sân nhà Pleiku. Công Phượng. Dứt điểm, một cầu. Pha dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng và xứng đáng với kỳ vọng. Sự lựa chọn hoàn hảo khi mà huấn luyện viên Kiên Thi Sắc tung Công Phượng trong đầu hiệp 2.
và ngay lập tức sự kỳ vọng này đã được đền đáp. Pha dứt điểm không phải quá căng nhưng nó đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Bất ngờ đã xảy ra trên sân vận động Hoàng Đế. Các học trò của huấn luyện viên Chu Văn Hoàng đã để thua trước. Và đây là kịch bản mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã dội cả nước lạnh vào lưới của Nguyên Mạnh một năm về trước trong trận hòa 3 đều. Huấn luyện viên Kiên Thị Sắc có lý khi mà sử dụng Công Vượng trong hiệp thi đấu thứ hai và thậm chí là ngay đầu hiệp hai. Pha dứt điểm bằng chân trái lượt qua toàn bộ hệ thống phòng ngự cũng như là thủ môn Nguyên Mạnh, không một ai theo kẹp. Công Phượng có quá nhiều khoảng thời gian và khoảng không gian để tung ra pha dứt điểm. Một tình huống sông thẳng vào trung lộ và dứt điểm. Nói không quá thì đó là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và sự khác biệt đến từ sự xuất hiện của Công Phượng, người có thể mang lại những tình huống đột biến. Trước khi bước vào vòng đấu này thì Hoàng Gia Lai là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và họ có nhiều hơn so với SHB Hà Nẵng 1 điểm. Văn Toàn, cú sút từ rất xa. Tỷ số được mở cho anh Gia Lai rất bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tuấn Mạnh, anh không nghĩ rằng Văn Toàn lại có thể có được một cú sút như vậy. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Rất nhanh sau khi bài bắt đầu, đội khách đã vươn lên. Vẫn là cái nháy mắt tinh quái quen thuộc của huấn luyện viên Kiên Thị Sắc. Hoàng Gia Lai đã ngay lập tức bùng nổ và mang lại niềm vui cho các cổ động viên của họ ngay ở phút thi đấu thứ hai của trận đấu này. Những phút đầu tiên của mỗi trận đấu đều là thời điểm mà SHB Hà Nẵng có những khoảnh khắc mất tập trung. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú sút của Văn Toàn. Rõ ràng là thủ môn Tuấn Mạnh đã phản xạ hơi chậm một chút và như thế thôi là đủ để cho Văn Toàn có được bàn thắng thứ 5 cho riêng mình ở mùa giải hiện tại và mang về lợi thế cho Hoàng Gia Lai. Đinh Hậu tiếp tục cú sút Công Phượng bóng hướng tới vị trí của Damien Milovic. Thêm một cú sút nữa. À! Hai phút hai bàn thắng, Hoàng Gia Lai dẫn 2-0. Một sự thăng hoa trên sân Tây Cù, sự hưng phấn được đảm bảo. 2-0. Nụ cười của các chân sút của Hoàng Gia Lai. Đang tấn công cho Hoàng Gia Lai vào thời điểm này. Tình huống phạt góc kết thúc, bóng bật ra và đó là một cú dứt điểm một chạm của Minh Vương. Không quá mạnh nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Lần lượt Công Vượng và Minh Vương đã lên tiếng. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng này của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hai bàn thắng trong 10 phút đầu tiên. Đối như thế này thì họ sẽ nghiên cứu nhau rất kỹ. Xuân Trường, cho Hoàng Gia Lai. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiên Thị Sắc mang lại niềm vui cho các cổ viên phố núi. Tỷ số là 1-0. Trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Hoàng Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không, là SHB Đà Nẵng và Hà Nội, thì bàn thắng bằng tỷ số đều đến từ những tiếng sút xa. 1-0. Lương Xuân Trường, đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hóc để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân. Và đó là giải pháp mà huấn luyện viên Kiên Thị Sắc đã động viên các học trò của mình.